cái dáng đi chị á, là người ta biết liền à, chị bắt một cây số người ta cũng nhận ra nữa. Ghê không? Chị có loại kem môi mà nó trắng nha, trắng mà trắng như chị luôn á. Mấy em mới mới không xài kem nhiều, không biết đâu. Chứ không xài kem hả? Xài kem chị mụn thôi đó. Kem chị mụn loại gì? Cái hũ cái tí bay đó. Tí bay gì là tí gì? Quên tên hũ gì đó. Hũ gì? Quên rồi. Hugo. Không phải Hugo là cái kia. Hugo là cái đó. Biết rồi. Ủa sao tới chứ vậy? Thôi chị Loan ơi, còn tạm hủ nữa xem mới tới đó chị Loan đang rối mà hỏi nhiều quá chị nói cho đánh răng rồi. Rồi đúng rồi. Hello chị. Chào chị. Em có tính giờ ông chuẩn bị đi ăn cả nhà. Trời uống nước nhiều quá rồi sao đi ăn nổi chị? Lỗ á. Nóng quá chị, mùa này nó nóng quá ha. Em biết chị lên đi đâu rồi? Chị Loan ơi, đi giờ mình giải cứu Hải. Mày Lan, mốt mình mai mốt mình cứ giải cứu cái nào khác nữa không? Thôi giải cứu mớm mớm này cái sao cái mớm mớm này giải cứu quá trời. Đang làm mấy nay chạy rồi, xúc gió luôn. Đang rầu. Dạ bữa giải đang cứu bắp cải nữa. Rồi, nhân viên nữa, thêm nhân viên. Dạ bữa. Thấy mấy mớm mà chứ thường không nhớ là mớm mớm lên hộp khẩu nha thấy không? Hello chị ăn chàng cô. Xe tới chưa kìa các bé, ủa? Xe 8 phút nó mới tới chị ơi. Đặt ở bên thành cho lớn. Vậy là chị với bé Ken tối nay đi bên thành cho lớn chơi à? Chị với bé Ken đi qua bên shop anh Hải. Không, đâu có. Chị có đi bộ. Có đi bộ. Qua. Giờ lát họ đi bộ từ ngoài Sài Gòn đi về Phú Nhuận. Lo mà ra phố đi bộ là nấu lộn phố đi bộ. Không có, gọi được có Ken. Mệt nếu mà người ta vẫn thấy hai con mắt chị. Ông cái dáng đi chị á, là người ta biết liền à, chị bắt chị bắt một cây số người ta cũng nhận ra nữa. Cái bên Cà Mau, cái bên đâu? Cái bên Tân Định hả? Hai chị ra đi dép. Trời ơi, dép này là cỡ tôi rồi bà ơi. Lúc nào bé mớm nó mới đeo cỡ khoảng là 50-70. Chị đúng rồi đó chị. Đúng rồi, đúng rồi, đâu có qua Zalo. Cũng cạnh ngon. Thì đó rồi, đúng rồi. Nhiều quá sắp mặt. Chạy không, anh chạy không được chị không? Chạy không được, chạy tao dí cái sao chạy được. Cao quá chạy không được. Ờ. Ông gân luôn đó. Nhờ xe ông ráp ông bị bể bánh rồi. Ông đang bơm á. Xong rồi chắc ông bị bơm sang đợi đi đâu hả? Chưa. Ông anh sang chặt. Hải cho đi hay là ráp này? Dạ. Ráp qua bên anh Hải xong chị với anh Hải đi ăn tối. Ráp đi để nó bốn chạy. Đặt ráp đi qua bển hả? Đâu cái lá hồi nãy chị ơi, chị Loan đi qua thăm bé Hải rồi. Đặt chi vậy chị chở qua bển cho. Đâu ảnh đi riêng, em đi riêng. À vậy hả? Không đi chung. À, không hợp hả chị? Vậy? Đi chung người ta không công tôi nói vợ chồng. Kỳ quá. Kỳ quá người ta muốn tách rẻ. Trời ơi không vậy. Giống như lên tí chị bắt chậm uống nước chung mới uống nước chung mới chịu giống như anh ta nói thì vậy. Đó, hôm nay chị Hồng Loan rất là vui vẻ cả nhà nhưng mà hơi rầu. Còn lại 2 tấn khoai lang nha của cô chú anh chị, hy vọng là ngày mai cô chú anh chị mình đến ủng hộ chị Hồng Loan. Giải cứu hết 2 tấn nữa ha. Còn 2 tấn nữa cả nhà. Là hết luôn. Rồi sau khi giải cứu khoai lang xong thì giải cứu shop shop nước và shop bun bun nha cả nhà ha. Shop bun bun nữa. À, trong kia thì em thấy có anh Lucky. Tránh đi luôn anh Tránh. Đi ăn mà. Này là đi ăn cắt no nha anh Chánh. Buồn lắm anh Chánh, có khán giả nói là anh Chánh dắt vợ lên đây luôn đi anh Chánh ơi. Chỗ vui. Đi. Chứ hồi trưa tự nhiên. Tự nhiên cái anh nói anh ấy qua Tết không biết sao khán giả buồn, có người khóc luôn. Hả? Đâu phải vậy chứ luôn đâu, nó lâu lâu mà không có người làm kịp nhiều. Cũng lên đúng không? Trời ơi. Thiệt nó nói chứ vắng anh Chánh cũng buồn lắm á. Rồi, vắng anh Chánh mà buồn lắm. Rồi, buồn ký. À, bùm bùm. Bùm bùm cũng đang quay. Đó. Đang quay trong. Đây bé Ken, hello. Anh Chánh với bé Ken đang hẹn nhau mặc áo đỏ đúng không?
Hôm nay hình như là cái form mình là áo đỏ. Đúng đâu. À, Thành Mỹ bùm bùm. Chị Loan, bé Ken, bé Tin chuẩn bị đi ăn ha. Bên kia thì bùm bùm đang quay YouTube. À, cô chú anh chị nhớ ủng hộ kênh YouTube của bùm bùm Mỹ Mỹ cuộc sống gì Phú Nhuận. À, ủng hộ kênh cho bùm bùm hai cả nhà cuộc sống Phú Nhuận. Đây bé Ken đang lén lén nhìn gì lấy gì đây? Bệnh hả? Con bệnh hả? Con bệnh à? Bệnh nào hàng chi thấy ít nói chuyện. Cái thời tiết giao mùa dễ bị bệnh lắm. Đây lạc xưởng là cả nhà. Cái loại này là đặc biệt hay là loại không, đang thường thôi. Bao nhiêu? Hai trăm 290 một ký. Lạc xưởng gì anh Chánh? Lạc xưởng không, ý là tôm bò hay là cái gì? Lạc xưởng heo bình thường ha. Dạ. Rất là ngon ha cả nhà. Đặc biệt thì nó có trứng muối. Đó. Đây có trứng muối đặc biệt thứ tư mới có. Dạ. Rồi xe tới cái gì nè? Ủa? À, rồi. Đi bơm xăng vô chứ. Đi bơm xăng. Từ đầu hết rồi. Ủa xe này là xe ráp á hả? Sao nó bự dữ vậy? Sao nó bự vậy? Xe hơi. À. Đó. Rồi ăn sao ăn ngon nha. Đó ăn sao luôn anh rồi. Rồi, họ bị say xe hả? Rồi, Tin lên, bé Tin lên. Bé Tin là sướng nha, được chị Ni tặng quà nha. Đó, con lên rồi. Rồi anh Thành Mỹ, chào anh Mỹ nha. Anh Khoa đi luôn. Anh Khoa đi luôn hả? À, vậy là đi hết gia đình luôn ha cả nhà ha. Rồi cô chú anh chị, gia đình đã đi đi ăn cả nhà ha. Thôi thì em chào. Chào cô chú anh chị, mình hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo ạ. À. Cảm ơn cả nhà mình nha.